Về rồi em dưỡng ẩm chống nắng mấy lần? Hai lần. Hai lần à? Đấy, bắn nó không có một cái tổn thương nào trên da luôn. Chị em bắn ở đây là bao lâu? 15 năm. Ừ, nhưng mà ý là bắn bao lâu thì nó đỡ? Tầm hơn chục lần. Ừ. Thế là chị em cũng bị từ bé như em à? Ừ. À, cũng bị từ hồi 5 tuổi á? Em chẳng biết mấy tuổi nhưng mà cũng bị từ bé. À. Thế là chị em là năm nay bao nhiêu tuổi? 23. 23 à? Thế có gia đình chưa? Được chưa, vẫn đang học. Ừ. Thế là chị em được chưa có được ai đến đây giới thiệu? Dạ không, tìm trên Facebook. À, thế à? Xong là tự đến đây à? Vâng. Thế là mẹ cho tiền đi điều trị à? Hay là... Vâng. À, nói chung là mẹ quan tâm nhỉ? Điều trị từ sớm này là tốt em này. Nó nhanh ấy. Ừ. Nó nhanh vì cái khả năng phục hồi da của em nó tốt.